Từ số điện thoại 0985 3 số cuối 005, một khán giả ở Văn Lâm, Hưng Yên đã gửi đến chương trình nội dung câu hỏi như sau. Cây dưa chuột hơn 1 tháng tuổi, khoảng 1 tuần nay bị vàng lá, xoăn lá, bị chết xanh, khi nhổ lên thấy dễ bị thối, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Thưa khán giả, ngay sau đây mời khán giả hãy theo dõi câu trả lời của chuyên gia cho câu hỏi này. Thưa khán giả và thưa bà con, cái hiện tượng cây dưa chuột mà nó lại bị vàng lá, xoăn lá, rồi chết xanh, nhổ lên thì lại dễ thối. Thì đấy là nó có hai cái triệu chứng, vừa có cả cái bệnh do nấm, nhưng mà chủ yếu vẫn là cái, có thể là nó vẫn là do cái bệnh về héo xanh và do vi khuẩn nhiều hơn. Thế thì để hạn chế cái bệnh này, cái này cũng là một cái bệnh rất phổ biến ở trên cái cây họ cà, đặc biệt là cái cây dưa chuột. Thì để hạn chế thì chúng ta ngay từ đầu, trước khi trồng dưa chuột, bà con nên cố gắng là tiến hành được cái khử đất. Khử đất thì gồm có là cây bừa, phơi ải trong khoảng 2-3 tuần. 2-3 tuần đấy thì cũng phải đảo lên, cây bừa đảo lên 2-3 lần đấy, để cho nó phơi dưới ánh nắng mặt trời thì nó sẽ đỡ những cái, nó sẽ tiêu diệt đỡ bằng cái ánh sáng trực xạ, thì nó sẽ tiêu diệt đỡ những cái nguồn bệnh ở trong đất đi. Cái bước tiếp theo là chúng ta dùng vôi bột, chúng ta khử cái lớp đất mặt, chúng ta vãi ra, chúng ta khử cái lớp đất mặt, thì cái thời gian khử vôi bột ấy cũng phải mất 2 tuần. Ít nhất 2 tuần, tức là cái thời gian khử đất của chúng ta phải mất ít, tối thiểu là 1 tháng đấy. Thì sau đó chúng ta mới bón phân chuồng lót, mà cái phân chuồng này là hoai mộc, ủ hoai mộc và ủ trộn với nấm dưới cỏ đất mà, thì nó sẽ đỡ, nó sẽ đỡ rất nhiều cái nguồn bệnh ở trong đất đấy. Thế còn khi mà trồng lên thì bà con lưu ý là trồng dưa chuột, nhưng mà cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà thỉnh thoảng vẫn còn có những cái trận mưa do gió mùa đông bắc thổi ập từ ngoài biển vào, cho nên là nó cũng dễ bị những cái trận mưa, và đã có mưa thì chúng ta phải thoát nước cho nó thật tốt đấy. Thế và đến cái giai đoạn mà nó bắt đầu phủ dàn rồi đấy thì cũng vệ sinh, tức là cũng ngắt bớt những cái lá ở phía dưới gốc đi, đừng để lá rậm rạp quá cũng không tốt, để cho làm sao cho nó vườn nó phải khô thoáng thì nó mới đỡ bệnh đấy. Thế và nếu mà có kiểm tra được mà có thấy rằng là bắt đầu có triệu chứng thì bà con có thể dùng một là các thuốc cộng đồng, thứ hai là dùng cái casugamycin, thì chúng ta phun ít nhất là 2 lượt cho cây để làm gì, để nó hạn chế cái lây lan, cái phát triển của cái bệnh vi khuẩn ở trong vườn của chúng ta. Tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả Minh Khôi ở Nông Cống, Thanh Hóa có hỏi: nhà tôi trồng 2 sào dưa Thái đang ra quả, dưa có hiện tượng bị rụng hoa rất là nhiều, hoa không bị thối mà lại rụng tự nhiên, chưa cho rụng thuốc, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa khán giả, câu hỏi của anh đã được chuyên gia giải đáp như sau. Thưa khán giả và thưa bà con, cái hiện tượng mà lại hoa rụng tự nhiên, rụng nhiều mà lại chưa, mà lại không thối, thì nó có cái nguyên nhân, có thể là nguyên nhân như thế này, là anh bón chưa đủ dinh dưỡng, chưa đủ phân cho cây, thì nó cũng bị cái tình trạng đó, tức là nó rụng tự nhiên, nó chưa kịp đậu hoa, chưa kịp thụ phấn thì nó đã rụng đấy. Thì bây giờ là có 2 cái cách giải quyết: một là phải bón thêm cái phân vào cho nó đủ, vừa đủ dinh dưỡng và nhưng mà vừa phải cân đối dinh dưỡng. Thế và để cho nó đậu hoa đậu quả được thì bà con tăng cường bón những cái phân có dầu bo, dầu magie, dầu canxi, dầu kali đấy. Thì những cái yếu tố như thế bà con lưu ý để bón thêm cho vườn. Một cái thứ hai nữa, một cái biện pháp thứ hai là gì, là khi mà cây ra hoa được 50%, bà con có thể dùng cái chế phẩm Flower 95, bà con phun một lượt
một tuần một lượt đấy, để cho nó tăng cái chuyện đậu hoa đậu quả, nó cũng sẽ không bị rụng hoa đậu quả đấy. Thì là hai cái biện pháp ấy bà con cố gắng để mà áp dụng cho nó tăng cái khả năng đậu hoa đậu quả cho cây. Vâng.